Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết kết thúc tháng cao điểm 20 tháng 6 đến 20 tháng 7, hơn 13.200 trường hợp vi phạm quy định về cơ nới thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ đã bị xử lý. Trong đó, lỗi quá tải hơn 7.100 xe, lỗi quá khổ gần 1.900 xe, lỗi cải tạo thành thùng gần 1.900 xe. Nhà chức trách đã phạt hơn 64 tỷ đồng, tạm giữ hơn 350 phương tiện, tước gần 5.400 giấy phép lái xe, gần 2.800 chủ xe đã tự giác tháo các thùng, gần 900 trường hợp phải cưỡng giấy. Như vậy, cảnh sát giao thông đã xử phạt tăng hơn 7.000 xe quá khổ, quá tải, cơi nới so với cùng thời điểm năm trước, tiền phạt cũng tăng hơn 41 tỷ đồng.